Rapoport bức xúc. Marcus Rapoport cho rằng những chỉ trích của các huyền thoại MU hướng về anh là rất bất công. Theo giờ L, hôm 13 tháng 9, Marcus Rapoport với những lời chỉ trích hướng về anh từ các cựu danh thủ giống như sự bắt nạt. Chân sút sinh năm 1997 cảm thấy những sự phán xét mà anh nhận được khác với các đồng đội của mình. Một nguồn tin chia sẻ, khi những cầu thủ khác chuyển hỏng, điều đó sẽ không được nhắc đến, nhưng nếu là Rapoport thì lại khác. Anh ấy thường phải chịu những cuộc tấn công dữ dội, đó là sự bắt nạt. Các cổ động viên tin vào những gì các cầu thủ nói, điều này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Câu lạc bộ đã chi ra 100 triệu bảng cho các tiền đạo cắm và Rapoport trở lại vị trí tiền đạo cánh. Với nhiệm vụ hỗ trợ nhiều hơn, anh ấy đang làm tốt công việc của mình. Không phải lỗi của anh ấy khi các cơ hội không được chuyển hóa thành bàn thắng, nguồn tin cho biết thêm. Alan Shearer, Gary Neville, Roy Keane, Terry Sheringham và Jim Carragher là một số cựu danh thủ đã công khai chỉ trích Rapoport trong vài tuần qua. Nhiều cổ động viên MU cũng thường nhắm đến tiền đạo người Anh để chút giận sau mỗi kết quả không như ý của Quỷ Đỏ. Trong kỳ nghỉ quốc tế vừa rồi, Rapoport trải qua chương trình tập luyện cá nhân chuyên sâu nhằm tìm lại hình ảnh của mình trong màu áo MU. Các nguồn tin thân cận cho biết cầu thủ này vẫn tin rằng mình có thể khẳng định tầm ảnh hưởng ở sân Old Trafford cũng như tìm kiếm suất trở lại đội tuyển Anh. Huấn luyện viên Ten Hag phản pháo Ronaldo. Cậu ta ở Ả Rập Xê Út quá xa để phán xét. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã lên tiếng phản pháo Cristiano Ronaldo vừa lên tiếng chỉ trích ông. Sau khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng MU vào mùa hè 2022, huấn luyện viên Erik Ten Hag thẳng tay đẩy Ronaldo lên ghế dự bị. Điều này khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha bức xúc đến mức tham gia cuộc phỏng vấn riêng để bóc phốt huấn luyện viên người Hà Lan, cũng như chê bai MU vào cuối năm 2022. Ngay sau đó, Ronaldo và MU chấm dứt hợp đồng, mở đường cho anh chuyển sang Ả Rập Xê Út thi đấu với mức lương kỷ lục thế giới. Cho đến thời điểm này, MU vẫn chật vật trong quá trình chuyển giao cùng huấn luyện viên Ten Hag. Trong cuộc trò chuyện mới nhất của huyền thoại MU, Gio Fernandez, Ronaldo một lần nữa tấn công huấn luyện viên người Hà Lan. Tiền đạo này cho rằng Ten Hag có vấn đề khi công khai nói MU không thể vô địch ngoại hạng Anh hay Champions League.